Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Tam Quốc Chiến của nhà phát hành Nintendo. Thì đây là một cái tựa game chiến thuật thẻ tướng, cái đề tài Tam Quốc vô cùng hấp dẫn cho nhà phát hành Nintendo phát hành. Thì nhìn chung thì tựa này cũng khá là giống với cái tựa game là Anh Hùng Tam Quốc của nhà phát hành EX Game. Thì nó cũng tựa như vậy các bạn. Thì nó cũng đi điều khiển nhân vật và nó cũng chiến đấu, nhưng mà nó khác là này thể loại chiến thuật, còn kia là thể loại nhập vai. Thì đây là một cái tựa game lựa chọn đề tài Tam Quốc vô cùng quen thuộc, nhưng mà hay về sử dụng đồ hạ chibi thường thấy. Thì lại thiên về phong phú phách cách là trưởng thành, tức là cái đồ hạ ở đây thì theo cách trưởng thành khá là không còn có đồ hạ chibi dễ thương như trước kia. Thì gam màu ở cổ tựa game này là sử dụng là gam màu hồi cổ mang màu sắc lịch sử. Thì với lý do là đánh theo lượt, các bạn có thể dễ dàng tiếp cận và dần phát triển trong game. Thì mặc dù thì vẫn tập trung chính vào quá trình vượt ải, nhưng mà việc khai thác các tính năng và hoạt động được xen kẽ hợp lý sẽ giúp cho các bạn tìm được niềm vui cũng như là không giới hạn của mình. Thì Tam Quốc Chiến Mobile sẽ hội tụ tinh hoa chiến thuật kinh điển. Thì dù có gameplay khá là quen thuộc nhưng mà đậm tức tính chiến thuật. Thì ngay từ đầu các bạn còn được lựa chọn chức nghiệp chính ở trong đội hình, từ đó sẽ thu thập được các hình tướng với sức mạnh vô cùng đa dạng để tạo thành một đội hình công thủ song toàn. Thì để phát triển đội hình, ngoài một số tính năng cơ bản như là trang bị, kỹ năng, vũ khí, cơ năng cấp, tiến cấp, người chơi, hay là các bạn còn phải chú trọng hệ thống ngự long hay là thánh khí để đột phá sức mạnh của đội hình lên một cấp cao nhất ở mức tối đa có thể. Thì hệ thống tướng ở trong game Tam Quốc Chiến thì vô cùng đồ sộ, lên tới hơn 300 danh tướng cực phẩm, cho các bạn có thể nhiều cách sắp xếp xây dựng đội hình chiến thuật sáng tạo và hiệu quả. Thì game còn đưa vào hệ thống trận pháp, bạn có thể sử dụng tối đa 5 anh hùng trên đội hình 3x3. Thì mỗi trận pháp sẽ mang đến những hiệu quả chiến đấu riêng biệt. Thì trong đó thì điểm nổi bật nhất chính là không thể không nhắc đến là hệ thống hút cải và nhiều chức năng khác nhau, không chỉ giúp gia tăng tốc độ di chuyển mà còn là một trợ hữu chiến đấu đắc lực, sẽ giúp cho các bạn gia tăng một trong số các thuộc tính như là tấn công, phòng thủ, trị liệu, tăng tỷ lệ đột kích và may nhân dòng may. Vì vậy thì việc lựa chọn hút cải phù hợp khá là quan trọng, cũng là một yếu tố khá là quan trọng ảnh hưởng đến thắng bại trong trận chiến của các bạn. Thì Tam Quốc Chiến Mobile cũng cung cấp vô số các động BL cũng như là BB đặc sắc để tạo cho các bạn có cơ hội cọ sát và tranh tài với nhau, cùng nhau trải nghiệm các tính năng quân đoàn đặc sắc và thu về những tài nguyên hữu ích có giá trị, không chỉ mang đến lợi ích cho bản thân mà còn góp phần mang vinh quang về cho các bạn tập thể. Nhìn chung thì tựa game này cũng ngoài cái đồ hạ trưởng thành 2D trưởng thành ra cái chủ đề Tam Quốc, thì tựa game này cũng có khá là nhiều tính năng đặc sắc, như là các bạn có thể kết thúc trận đấu không cần đạt VIP, nó sẽ cho bạn miễn phí ngay từ đầu. Tính năng chiến thuật vô cùng đỉnh cao và đặc sắc với đồ hạ hoài cổ, nhiều hoạt động BB và BBL vô cùng đặc sắc cho bạn khỏi sức cài cút, thỏa mãn cho bạn nhân cài, và các bạn có thể thăng VIP miễn phí, trải nghiệm hơn 300 danh tướng cực phẩm của hệ Tam Quốc. Thì đây là một cái trận đấu ở trong cái tựa game này, các bạn có thể thấy ở trong đây nó khá là hoàn toàn tự động, các bạn có thể chỉnh tự động hoặc là chỉnh auto đều được. Ok, giờ mình sẽ trở về. Thì đây là một cái trường thành ở tựa game này, đây là cổng chính của tựa game nha các bạn. Như bạn thấy thì nó khá là đẹp với đồ họa 2D khá là đặc sắc. Ngoài ra thì còn có vô số các tính năng khác ở đây, các bạn thấy đây là các tính năng đây các bạn, có khá nhiều tính năng thì nó y hệt như cái tựa game Anh Hùng Tam Quốc thôi các bạn. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code cho nào cho biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe hộp nhé. Thì đầu tiên để nhập gift code thì các bạn nhấn vào phần phúc lợi ở đây, thì tức là các bạn cần phải đặt level 10 các bạn. Đó rồi, tiến hành nhập gift code. Ok, thì cái gift code như sau. Cho các bạn viết qua. Y603 G F4A45. Thì đây code gift code nha các bạn. Y603 JF4A45. Thì là đây là gift code, sau đó các bạn nhấn vào đổi quà. Thì code này sẽ nhận được các phần quà như sau. Thứ nhất là đan SP level 3 số lượng 10, dùng để nâng cấp tướng được 500.000 SP. Thì là code thứ nhất. Thì đây là quà thứ nhất nha các bạn. Quà thứ hai đó là quế thạch level 20, dùng để đây là nguyên liệu rèn bộ đồ level 20 số lượng là 30. Thứ ba là bí kíp tấn công nhanh số lượng là 1, dùng xong sẽ chủ tướng sẽ nhận kỹ năng tấn công nhanh hiệu quả giảm thủ toàn địch. Thì đây là quà thứ ba số lượng là 1. Thứ tư là bạc số lượng 100.000, đây là một loại tiền tệ ở trong game. Năm là bí kíp mưu trí 1, dùng xong chủ tướng nhận kỹ năng bị động mưu trí hiệu quả toàn tướng tăng công phép. Thì đây là cái phần quà thứ năm. Thì đây là các phần quà của code nha các bạn. Code thứ đây là phần quà code Y603 JF4A45.
Ok, gift code thứ hai như sau: F7J7881157. Thì ra có thứ hai gift code là F7J7881157. Đó, thì bạn nhấn vào đổi quà. Thì có thứ hai sẽ nhận được các phần quà như sau. Thứ nhất là đang SP level 3, số lượng là 10. Thì đây là phần quà dùng để nâng cấp tướng được 500.000 SP, số lượng là 10. Phần quà hai là đang luyện thú 30. Thì đây là các phần quà thứ hai nha các bạn. Thì dùng xong sẽ nhận được chứa tinh lực mạnh giúp kỳ thú trưởng thành nhanh. Phần quà thứ ba là đang chuyển sinh 20, số lượng là 20, dùng để chuyển sinh tướng. Thứ tư là huyền huyết, dùng để luyện thần binh cấp cao, số lượng là 30. Thứ năm là đá tăng bậc thần binh, số lượng 30, dùng để tăng bậc thần binh, tăng phần trăm thuộc tính thần binh. Thì đây là các phần quà có gift code F7J7881157. Gift code thứ ba như sau: S9CF3JJ8C5. Thì đây là gift code thứ ba. Gift code là S9CF3JJ8C5 nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ nhận nó. Giờ các bạn cũng nhấn vào đổi quà để nhận. Các phần quà bao gồm, thứ nhất đó là kim loi kiếm số lượng 1, đây là vũ khí level 50 được tôi ra từ củ hiên lực, số lượng là 1. Thứ hai là đan SP level 4, số lượng 10, nâng cấp dùng để nâng cấp tướng được 1 triệu SP. Thứ ba là gương bản quẻ đỉnh, số lượng là 10, ngẫu nhiên một bản quẻ tạo trang bị cấp tương ứng theo cấp chủ tướng. Đây là các phần quà. Tới phần quà thứ tư sẽ nhận được là gương triệu bạc, số lượng 1, đây là gương đựng đầy bạc, được 100 vàng bạc. Cuối cùng là túi ngọc level 4, số lượng 5, ngẫu nhiên một ngọc level 4. Thì đây là các phần quà của cái gift code là S9CF3JJ8C5. Thì đây là các phần quà nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở code ở trên màn hình. Các bạn đợi một chút, mình sẽ mở code trên màn hình ngay lập tức. Đây là tổng cộng có 3 gift code. Khi nào có thêm gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, share và subscribe hồi nhé. Chúc các bạn nhập gift code thành công và chơi game vui vẻ. Bye bye. Còn giờ hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.